Rồi xong rồi đó. Cũng quá chạy không nổi luôn. Mình trồng quá lẻ luôn rồi. Quay anh đập xem phong cảnh đây với mày.
ngấp nguyên bụi như cái đầu bụi vậy. Dính bự bự nghe ơi, khoảng nửa ký à, chết quán dệt quán dệt quán dệt. Quay gần cảnh về xe lóc luôn. Ôi đau quá, đây đây mà đau lắm vậy. Ai quay 7 phút mới tát rồi, chạy không nổi luôn. Cái lốp thấy ngoài nhỏ chứ còn bự lắm á, đã quay cảnh cho các bạn coi luôn á. Đã rồi, người nhấp đây, nhấp này, còn người quay phim đứng gần sau này không thấy được. Đây người quay phim cho bạn coi luôn đó, mình người quay phim nè, thấy không, thấy chưa đó. Đây người nhấp, ok chứ bạn. Dạ yeah. Giờ cậu cá lóc đang về nướng ăn, đang ăn vịt luôn các bạn. Nhìn này nhấp nè, về cá lóc lên nặt đơ luôn đó, bắt đầu sửa xỏ cái mỏ đó để nhét dây vô các bạn. Đó, người nhấp rất là điêu luyện nha, không phải là dạng sòn đâu. Ui cá lóc khủng thế đó, đó các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa đó. Đó rồi, còn đây người phim nè, gì thấy chưa, rồi tắt hả, ok cưng.